Mến chào cô chú anh chị đã trở lại với kênh Vườn Xứ Trúc Ly nha. Hôm nay là trưa ngày 12 tháng 1 năm 2022 nha cô chú anh chị. Con xin giới thiệu lô hạt nha. Lô này con có 6 cây, 3 cây cánh đơn, 3 cây cánh kép. Lô này con giao lưu với cô chú anh chị là 200 ngàn nha. Phí ship là khách chịu dùm con nha. Vườn con thì gửi xe Tô Châu, xe Phương Trang và ship nhổ cây Việt theo nha cô chú anh chị. Chích nhỏ cây Việt theo thì sợ cây đi chậm hơn 1-2 ngày so với bình thường á, cho nên cô chú anh chị nào mà gần chành xe thì mình ưu tiên gửi xe hơn nha. Đi cây chậm nhưng vẫn con vẫn đảm bảo cây cho cô chú anh chị mình được kiểm tra hàng trước khi thanh toán nha. Sẽ giới thiệu từng cây nha. Cây này là cây hoa màu đỏ. Hoa màu đỏ 3 lớp có sọc nha cô chú anh chị. Nó nè. Hoa đỏ có sọc gân 3 lớp. Cây này là phân một cốt nè, một cốt đi lên, ở dưới có hai nhánh nhỏ nha. Lên đây nó phân tàn nha. Cây thứ nhất. Cây thứ hai là một cây hoa màu hồng. Cây này là cái bị sâu ăn cái cánh hoa nha. Màu hồng 3 lớp luôn. Hoa màu hồng 3 lớp. Cây phân tàn rất là đẹp luôn. Cây phân 5 nhánh. Cái một nhánh nhỏ là 6 nhánh. Cây này nằm trong chậu to nè. Cây này củ to hơn mấy cây còn lại luôn á. Cây thứ ba là một cây hoa sọc gân 2 lớp nha. Sọc gân 2 lớp nha cô chú anh chị. Hoa màu hồng phấn á, nhìn cái má gân nó rất là gân, rất là đã luôn. Cây này phân 4 nhánh nha cô chú anh chị. Cây này là lòi đít luôn nè, lòi tới đá chậu luôn. Cây này mình về mình ra chậu là nó rất là phát luôn á. Cây thứ tư là một cây hoa rất là dễ thương, hoa năm cánh xếp màu trắng có viền hồng, cánh xếp nha, cánh xếp rất là đẹp luôn. Chùm nụ của nó nè, nụ của nó cũng rất là nhiều á. Cây này thì 3 nhánh nha, 3 nhánh lên nha, cao tầm 3 gang tay. Cây tiếp theo là một cây 5 cánh có sọc gân, cái họng nó cũng có sọc luôn. Cây này thì cao tầm 20cm nha. Cây thứ 6 là một cây 5 cánh. Cây 5 cánh màu đỏ. Màu đỏ có sọc. Cánh thì nó lem lem nha. Cái viền đỏ luôn. Cây này cũng cao tầm 20cm á. Hôm nay con có 6 cây nha cô chú anh chị. Cái này con bán nguyên lô nha. 6 cây 200 ngàn nha. Chú anh chị mà sưu tầm xí hạt thì alo số điện thoại của con à. Số điện thoại của con là 0358 899 853. Cảm ơn cô chú anh chị đồng hộ vườn của con nha.